Ơi, chào mừng bà con và các cô chú anh chị đã đến với kênh Mai Dạo Bình Lợi. Thì hôm nay kênh của em có quay cái lô mai này cho bà con và cô chú anh chị mình xem tham khảo. Đây có những cây mai lớn thì với những cây mai bự như này, quay cho bà con và cô chú mình xem tham khảo. Tại cái lô này thì nó hiện tại đang là rút nhánh nên là với cái lứa này thì nó chưa có bán được, mới cái cây thứ hai thôi, thì còn hai cây lá nữa nó mới đủ tàn đủ chi đủ nhánh mập nhánh đồ mới quay bán được cái cô chú anh chị sỉ và lẻ cũng được. Này quay cho bà con và cô chú anh chị mình xem tham khảo thôi đó. Những cây này thì cũng khá lớn nè, hoành nó cũng 29-30 nè, cây này cũng vậy 29-30. Đây thì mấy cây này thì em lựa mật bông đẹp anh trồng trồng ngay đây có mấy cây à đó, với nè, cây này thì hoành từng 25 mà, nhưng mà cái tàn nó rất là to, xương nhánh khúc cành nó cũng khá là ok. Đây với cây mai lớn, đây cây mai lớn này hoành thân là 50 đó, xương tàn khúc cành tổng quan cho cô chú anh chị mình xem đó. Rất là lật cây, cây này nuôi lâu dài rất là ok. Đây á nè, quay cho mấy anh chị xem, đế thì đều chảy đều bốn mặt hết, không thiếu mặt nào đó. Đây là chảy đều bốn mặt nha, cốt cành xương tàn nè, cái nhánh này hoành 26 đó. Còn mấy nhánh này thì cũng rất là to luôn ha, như mấy trên đây cốt cành một thân một cốt đi lên đó, thì trồng lên trên mô đây tán ngang mấy cây này tầm 3 mét mấy. Xương tàn thì nó nói chung là xương cũng ngang không nha, nó cốt cành thì khỏi chơi đó, rất là lực luôn. Thì em quay xa qua bên đây, đi qua bên đây quay qua xa cho cô chú anh chị mà xem hết cái bộ tàn của nó. Đây khá là bự nha cô chú anh chị. Thì chiều cao á, cây này á, hiện tại á, bây giờ á, nó tầm chừng 2m7 thôi, còn tán ngang nó tầm 3m rưỡi nha. Đây tại vì đang làm cái đọt lại, đọt lên mới lên cho nó đẹp lại, cốt cành xương tàn thì khỏi chơi. Đây trồng lên mô cũng khá cao đó. Còn như những cái này á, mai nè, thấy không cô chú anh chị mình thấy không, bây giờ rút nhánh nè, rút nhánh rút tàn ra thì cho cây nó mập nhánh này không, rút tàn chi ra rút sạch sẽ hết đó. Nhưng những cây như vậy hoành 25 26 đó, nhưng mấy kia cũng vậy, rút nhánh hết. Đây mình thấy giờ hiện tại bây giờ rút mình dòm thấy thưa vậy, chứ nó ra thêm một cơ lá nữa là nó bít chịt lại nữa nha mấy anh chị. Đây là nó bít dữ lắm. Đây, xương tàn cây cốt cành xương tàn thì rất ok, như cây này cũng đã rút rồi nè, mà còn rất là đặc luôn à, cốt cành em rút bớt ra như thưa ra vậy á, thì cho cái cây mình á nó màu lớn. Có cô chú anh chị mình để mà mịt quá thì cây nó chậm lớn lắm. Cái nhánh nè, cái nhánh trong này nè, cái cốt cành ở trong á thì nó lâu mập nhánh lắm. Em cũng quay xuống thêm một khúc nữa cho cô chú và anh chị mình xem này. Mình thấy ok, mình ý thì cái mình tầm tháng 7 tháng 8 gì á là bắt đầu em sẽ khui vườn, em bán lẻ sỉ lẻ luôn. Xương tàn cốt cành rất là đã ok. Nhưng những cây này thì hoành 25, có mớ cây thì hoành 27 28 30 hiện có hết. Đây do nè, mình để đặt chị ba cái riệp sáp nè, riệp sáp nó ăn là mốt nó bỏ nhánh hết. Bây giờ bắt đầu rút ra như vậy nè, như mấy cây như vậy rút cho thưa ra, bắt đầu mình sẽ xịt thuốc, mình chị ba cái riệp rồi nè. Mấy cái này ảnh hưởng cây ghê lắm nha cô chú anh chị. Nói như mấy cây này đi là mình không xịt bệnh đồ hết á, thì sau này nó ăn á, nó ăn lại á, nó là nó bỏ nhánh hết rồi. Nhánh này là coi như là mốt là hư nhánh luôn. Đó không? Như riệp sáp nè, đóng
đó thì cũng một số cây bị thôi, một hai cây, 50 cây gì bị thì mình xịt thuốc cho nó hết thôi. Không, sườn tàn rút nhánh ra thì rất là đẹp luôn. Tại bên em á, thì làm là rút nhánh chỉ rồi ra hết, không có để mà bòm sòm ra nó nhiều. Tại vì rút vậy cái cây mình á, nó được thoáng vô, mình xịt bệnh đồ vô thân cây rồi hết, chứ mình để bùi nhùi á, quá cây mình á bệnh dữ lắm nha. Nó như những cây này nè thì nó đang bệnh, nó không có, chưa có rút nhánh nè, nhánh nó chỉa tùm lum rồi la. Đó, như bên đây đồ nè, chưa rút nhánh, chưa hạ ngọn đồ thì cây dòm nó không có được thoáng cây, mập cây đi lớn. Đây em quay cái lúc này cho cô chú anh chị mình xem thôi, để ra cái cây thứ hai, cây nữa đi, là em thêm một cây lá nữa đi, em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem cây là nó bích chịch luôn nha. Đây hiện tại đây là bắt đầu là rút hết, không có chừa chỉ những cái nhánh nào mà đâm da thôi, nhánh nào mà vô trong thân đồ cắt bỏ hết cho nhánh đồ chi cành đồ. Ok đẹp rồi, cô chú anh chị mình á, ai mà quan tâm cái lô này thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, để nhiều khi cô chú anh chị mình cái lúc này chưa mua được á, cái lúc tháng 7 tháng 8 bắt đầu em bứng lên em bán lẻ từng cây, thì cô chú anh chị mình có thể mua lại được một cây cũng có được, mà hai cây cũng được vậy á. Vậy cô chú anh chị nào mà mua sỉ thì mua không, sỉ thì cái giá sỉ thì nó sẽ rẻ hơn cái giá lẻ, 1 đến 200 ngàn một cây. Đây những cây này thì hiện tại bây giờ là cao từ 1,5 m cho tới 2 m nè. Đó, rất ok luôn. Rồi cũng cảm ơn các cô chú anh chị mình đã xem kênh, ủng hộ em thời gian qua luôn. Rồi thân chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị lần video tiếp theo luôn nha.